Cô và ta không bao giờ bên nhau được đâu. Cho nên là cô đừng có uổng phí công sức nữa. Bây giờ ta sẽ sống cuộc sống của riêng ta. Đại nhân, đi đi. Bây giờ thì cô đã là người tự do. Hãy rời xa ta và đừng bao giờ để ta gặp lại nữa. Sao ngài lại phải gắng sức làm như vậy? Tại sao cứ phải đuổi tôi đi? Đại nhân đã hạ lệnh là bằng mọi giá phải bắt được tên nghịch tặc Kim Sông Trên. Cho dù biết được vị trí của hắn thì ngươi thử nghĩ đi, người bình thường bắt được không? Là quỷ nhưng lại có trái tim người, cho nên chắc chắn cũng phải có điểm yếu. Chỉ cần biết được nơi ở của tên nghịch tặc thì cũng đã có thể khiến cho đại nhân cảm thấy vui sướng rồi. Ngài đừng có quên, đây chính là cơ hội để thể hiện lòng trung thành của ngài với đại nhân. Bệ hạ, sao nhìn ngài lại tiều tụy như vậy? Ngài nên giữ lòng thể của mình mới đúng chứ. Ta không sao, đàn không cần phải lo đâu. Sao thần thiếp lại không lo lắng cho ngài được chứ? Thần thiếp nhớ trước đây bệ hạ đã từng nói với thần thiếp để cứu Giang Sơn xã tắc, thì trước tiên phải mạnh khỏe, phải có tinh thần thì mới làm được. Rốt cuộc thì bệ hạ của ngày trước đã đi đâu rồi chứ? Ngài định cứ để tên quỷ đó thôn tính cả đất nước này luôn hay sao? Lúc nhỏ ta có một bằng hữu, nhưng rồi bọn ta cuối cùng lại phải cách xa nhau. Ta tìm người đó khắp nơi, cho tới gần đây ta mới có manh mối. Nhưng bọn ta vẫn phải chia lìa nhau giống như là lúc đó. Cô chạy vào cung để làm gì hả? Dạ, tiểu nữ muốn gặp Thế tử điện hạ. Vậy người đó là Giang Sung sao? Nhưng mà hiện giờ ngài còn có việc quan trọng hơn là tìm lại người đó mà. Nhưng mà nếu việc tìm lại bằng hữu đó lại chính là việc quan trọng đó thì sao? Ta phải làm sao? Nếu như cách duy nhất để cứu đất nước này là phải hy sinh bằng hữu đó cho quỷ thì như thế nào? Bệ hạ nói vậy là có ý gì? Bằng hữu của ta chính là một cách để tiêu diệt tên quỷ đó. Vậy thì cần phải lập tức phái người đi tìm người đó ngay thôi. Ta cũng biết người đó đang ở đâu. Vậy là ngài cũng biết nơi ở rồi sao? Vậy thì tại sao ngài... Ta năm lần bảy lượt tìm cách giết quỷ nhưng đều thất bại. Ta đã đánh mất rất nhiều điều, và thứ duy nhất còn lại là ngai vàng trống rỗng này. Nếu như trong cuộc chiến không cân sức này mà ta lại để mất thêm bằng hữu đó nữa thì ta không biết còn thứ gì ở bên cạnh mình. Ta sẽ là một người cô đơn nhất trên thế gian này. Ta không hề muốn. Bệ hạ, bệ hạ vẫn còn có thiếp nữa mà. Tổ phụ của người giờ đã tạ thế rồi, trung thần Đô Hắc Dông nữa. Những thuộc hạ của người và cả những bách tính vô tội, tất cả vẫn luôn ở bên cạnh người mà, bệ hạ.
Thần thiếp không biết rằng bằng hữu đó quan trọng thế nào, nhưng không lẽ người không muốn rửa hận cho những người thân yêu đã phải hy sinh mạng sống của mình vì người sao chứ? Ta cần phải gặp tả tướng ngay bây giờ. Sử cổ tương truyền rằng đứa con của người và quỷ hút máu sinh ra sẽ tự tay mình giết chết tên quỷ hút máu đó. Chu Giang Xuân, không lẽ chính là con gái của quỷ sao? Dạ nương nương cho gọi thần. Có lẽ bệ hạ sẽ bí mật phái người đi tìm cô ta. Vậy nên ngươi hãy để mắt đến đám thuộc hạ của tể tướng để lần ra nơi ở của Chu Giang Xuân. Dạ. Hiện tại tên quỷ đó đã ra lệnh phải giám sát hoàng cung nghiêm ngặt. Nhưng như vậy thì lại càng hay. Nhân cơ hội này hãy tìm cách bắt Kim Sâu Dân để ngăn chặn hắn ta. Bệ hạ, cho dù hắn ta không mạnh bằng tên ác quỷ đó thì hắn cũng là kẻ săn ác quỷ uy lực to lớn. Nếu như hắn đã quyết trở thành kẻ thù của chúng ta thì chắc chắn hắn phải hành động hung ác giống ác quỷ. Vậy thì ta phải làm sao thì mới được đây? Mục tiêu quan trọng nhất của chúng ta không phải là Kim Song Dên, là Seo Chin, chính là người đó. Nếu chúng ta xông vào nơi ở của Kim Song Dên thì chắc chắn hắn sẽ đưa người đó đi đến nơi khác lập tức. Đến lúc đó thì xem như là chúng ta để mất cơ hội cuối cùng rồi. Vậy thì chúng ta cứ giả vờ tuân lệnh con quỷ đó đi. Hãy phái người tới nơi ở của Kim Song Dên, xem Seo Chin có đó không, rồi chúng ta sẽ bắt đầu tính tiếp. Hạ thần xin tuân lệnh thưa bệ hạ. Lưng của ta. Ai, ai da, ôi trời. Buộc đi. Nhìn ngươi làm mà ta không chịu nổi luôn đó. Nhưng mà nói thật, những thứ này không ít gì đâu. Chỉ cần kìm chân chúng để đại nhân và Giang Sung có đủ thời gian chạy thoát là được rồi. Nếu cần tiểu nhân sẽ dùng cả thân xác này. Nhưng có lẽ tiểu nhân sẽ không chịu nổi một đòn đâu. Lỡ như ngươi bị mất mạng thì sao đây? Tiểu nhân vốn là kẻ vô dụng đang sắp chết đói, thì lại được đại nhân cứu mạng, cho tôi cái tên, cho tôi một công việc, được sống như người bình thường. Cho nên vì đại nhân tôi có thể làm tất cả mọi chuyện có thể, hy sinh mạng sống cũng được nữa. Ai ở đó hả? Ngươi là ai? Ngươi là ai vậy? Có người đang theo dõi chúng ta. Không lẽ bọn họ sắp tấn công vào đây hả? Có lẽ Hoàng Bình cũng biết là không dễ gì đưa Seo Chin ra khỏi chỗ ở của ngươi, nên họ không dám manh động. Họ đến là vì muốn tìm hiểu thêm tình hình. Vấn đề ở đây là đại nhân, vấn đề là đã lâu rồi ta không được hút máu, cho nên sức mạnh của ta đã suy yếu đi rất nhiều rồi. Xem ra cũng đã tới lúc phải đưa Giang Xuân trốn đi nơi khác rồi. Đúng là lớn chuyện quá. Giờ đại nhân cũng không dám ra tay vì Giang Xuân nữa. Đêm nay là đêm trăng tròn rồi mà ngài vẫn không chịu ăn gì. Vậy thì đại nhân sẽ ra sao? Nếu không có máu thì đại nhân sẽ chết đói, hoặc mất đi nhân tính trở thành kẻ sát nhân. Vậy thì để ta đi bắt một vài con thú, ngươi hãy cố gắng. Ngài có sao không đại nhân?
Thuộc hạ đã lần ra nơi ở của Chu Văn Sùng. Theo do thám thì nơi đó chính là Sóc Cun, thưa nương nương. Làm tốt lắm. Bây giờ nương nương định như thế nào? Cứ để những kẻ thù của ta tự tàn sát lẫn nhau đi. Chắc chắn tên ác quỷ và Kim Song Dân sẽ cùng ở một nơi. Tên quỷ đó kiểu gì cũng sẽ giết Kim Song Dân, và sau đó sẽ đưa Chu Văn Sùn về chỗ của hắn. Nếu là như vậy, trên đời sẽ không còn quỷ hút máu nào, và lúc đó bệ hạ mới là vị vua thực sự.